Và năm nay là 7 năm, thời gian qua lẻ thiệt, mới ngày nào năm thứ nhất, bây giờ là 7 năm. Thành ra vì mùa này là cũng mùa lạnh, cho nên mọi người ở trong cái khung nhà ấm áp của chị Quế. Thành ra cho nên mọi người ăn rất là ngon, đồ ăn thì cũng ngon hết, mà mỗi một anh Thư là một món. Thành ra Lily xin kính chúc anh Thư thiện nguyện tiếp tục và tiếp tục làm những cái tròn bổn phận của nhóm anh Thư thiện nguyện, lúc nào cũng đấu tranh chống cộng sản cho quê hương Việt Nam của mình. Thành ra một lần nữa xin kính chúc anh Thư thiện nguyện lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, có nhiều sức khỏe, hát càng ngày càng hay hơn nữa.